Mình đã sử dụng lại chiếc Google Pixel 7 Pro sau một khoảng thời gian và mình chợt nhận ra đây không phải là con máy có cái thiết kế mình thích nữa anh em ạ. Với em này thì sau tầm khoảng là 2 năm ra mắt, mọi thứ trên em này thì nó vẫn còn rất là ngon thôi. Nhưng đâu là những cái điểm mà khiến mình không thích chiếc tội Google Pixel 7 Pro này nữa? Thì xin chào anh em và các bạn, với Review Nghệ là Minh. Trước khi vào video thì anh em đừng quên để lại một like, một subscribe cũng như là nhấn chuông để vào video chi tiết thôi. Đầu tiên thì với mức giá em này ở thời điểm tại đi thì nó cũng đã có cho mình một cái mức giá cũng rất là hợp lý ở thời điểm bây giờ để cho nên phải mua được rồi. Em này thì tầm khoảng là hơn 8 củ mà thôi và mình có tham khảo tại cửa hàng Di Động Mỹ. Anh em quan tâm thì có thể bấm vào cái phần đường link ngay dưới phần mô tả để có thể tìm hiểu chi tiết luôn em nhé. Rồi đến luôn với cái phần mà mình không thích trên cái em này, đó chính là thiết kế và độ hoàn thiện của em Google Pixel 7 Pro. Thực ra thì mình cũng là một người mà cực kỳ thích đối với những chiếc điện thoại màn hình cong. Với chiếc Pixel 7 Pro này thì nó sẽ có một cái màn hình cong, nói chung là cũng không phải thuộc dạng là quá cong, nhưng mà với cái phần màn hình cong thế này thì nó như là chiếc Samsung S23 Ultra ấy, thì nó sẽ cong một xíu thôi chứ cũng không nhiều. Và thực ra cái vấn đề mình không thích em này thì nó cũng không quá liên quan tới cái phần màn hình đâu. Cái điểm mấu chốt ở đây đó chính là về mặt lưng. Mặt lưng thì em này cũng sẽ được làm bo cong, giúp cho anh em có thể có được một cái cảm giác cầm nắm nó rất là ôm tay. Trên chiếc Google Pixel 7 Pro này nó có một vấn đề, đó chính là về cái mép nối giữa cái phần khung viền và cái mặt lưng của nó thì nó sẽ có một cái độ gờ nhất định, nên là khi anh em sử dụng máy trần cầm các thứ này thì anh em sẽ thấy luôn nó có một cái gì đó nó mang lại cho mình cái cảm giác nó không được là trơn tru. Với những anh em nào mà đã cầm qua cái chiếc Google Pixel 7 Pro này máy trần thì chắc chắn anh em sẽ cảm nhận được. Thà là với những chiếc điện thoại có thiết kế viền vuông cạnh các thứ thì cầm nắm nó cứng tay là điều quá là bình thường, nhưng mà thật sự với một chiếc điện thoại có thiết kế gọi là bo tròn nhưng mà cầm nắm thì nó vẫn có một cái độ gợn nhất định thì thật sự là mình không thích lắm. Ngày xưa thì mình cũng không quá là quan tâm đến cái chuyện này đâu, tuy nhiên thì sau một khoảng thời gian sử dụng lại thì mình khá là để ý tới cái phần này. Nói về thiết kế thì mình chỉ có một cái vấn đề vậy thôi, chứ còn lại thì với cái chất liệu thì cũng rất ok rồi. Lưng thì anh em sẽ có lưng kính này, khung viền thì viền kim loại, nhưng mà lưng kính này thì anh em sẽ có lưng kính bóng anh em nhé, cho nên là nó bám rất nhiều mồ hôi vào ngón tay, đặc biệt là với những em nào mà ra nhiều mồ hôi như mình ấy, thì rất là khó chịu luôn. Đấy, em này mà có một cái phần mặt lưng kính nhám như là chiếc Pixel 8 Pro ấy, thì thật sự nó quá là ngon luôn. Rồi cái điểm tiếp theo đó chính là màn hình của chiếc Google Pixel 7 Pro này. Nhìn chung thì mọi thứ trên cái màn hình này thì nó đều rất là chất lượng, với cái tấm nền là LTPO AMOLED này, anh em sẽ có độ phân giải là 2K, anh em vẫn sẽ có tốc độ của mình là 120Hz và độ sáng thì anh em vẫn sẽ có một cái con số cũng đủ dùng, đó chính là 1500 nits ở thời điểm tại. Nói chung là với con số này bây giờ anh em mang ra ngoài đường thì anh em cứ yên tâm, chẳng qua là nó sẽ không thể nào mà so được với những chiếc điện thoại bây giờ thôi, chứ còn mình ra ngoài đường sử dụng các thứ thì nó vẫn rất là ok nha. Còn với tấm nền này mọi thứ nó rất là ok rồi, màu sắc tươi, màu đen sâu, khi mà anh em sử dụng thì cũng không có gì phải quá là lăng tăng cả. Tuy nhiên trên cái màn hình của chiếc điện thoại này nó vẫn sẽ có hai cái điểm nhỏ mà mình cần anh em lưu ý. Cái điểm đầu tiên đó chính là viền. Thì thật sự là trong cái tầm mức giá này để mà so với những chiếc điện thoại ở thời điểm tại thì em này nó có một cái phần viền nó sẽ tương đối dày đấy nhá. Xét trong cái tầm mức giá này anh em nhé, chứ không phải là so với tất cả tầm giá đâu, thì em này nó sẽ có một cái phần viền theo em thấy là dày đấy. Mặc dù là em này nó có một cái phần màn hình cong, tuy nhiên thì với độ cong này thì nó cũng không quá nhiều, cho nên là khi anh em quan sát các thứ thì nó cũng bình thường thôi, chứ nó cũng không giải quyết được cái vấn đề viền dày hai bên đâu. Và điểm thứ hai ở trên cái màn hình này đó chính là cái tông màu. Có thể là dù mình sử dụng khá là nhiều mẫu máy khác nhau, nó có một cái phần màn hình có tông màu trắng trong nó quen rồi, cho nên là sau khi sử dụng trên cái màn hình của chiếc Google Pixel 7 Pro này thì cái cảm giác của mình nó nhìn nó cứ kiểu đục đục anh em ạ. Đấy, nhưng mà bù lại thì khi mà quan sát ban đêm ấy thì cái màn hình của em này nó rất là êm mắt luôn, kiểu cảm giác nó không bị quá là chói mắt đâu. Và tiếp theo là đến với cái phần hiệu năng trên chiếc Google Pixel 7 Pro này. Với việc nó có cho mình là con chip Google Tensor G2, một con chip cây nhà lá vườn của Google, cho nên là riêng về cái phần hiệu năng để mà nói anh em cần một con máy mạnh mẽ để chơi game các thứ thì mình khuyên anh em không nên mua em này để mà chơi game anh em nhé. Tại vì Google ở thời điểm tại thì họ đã xác định không chạy đua về cái phần hiệu năng nữa, mà họ sẽ tập trung vào để tối ưu những cái thứ mà nó có ở trong máy. Thật ra thì dạo này mình cũng ít chơi game trên điện thoại, tuy nhiên thì lâu lâu mình có vào chơi những trận PUBG thì mình cũng cần một con máy nó có một cái phần nhiệt độ nó ổn một tí. Nhưng mà em này thì nhiệt độ các thứ thì nói chung là cũng tương đối là nóng đấy. Và anh em chơi những cái tựa game trung bình khá trở lên như PUBG thì về cuối game nó rất là thường xuyên xảy ra bị drop anh em nhé.
Đó thì cái này anh em sẽ lưu ý ở phần này. Rồi và kèm theo máy thì anh em sẽ có phiên bản thấp nhất là 12 và 128. Thì nói chung là với con số 12, 128 thì nó quá là khập khiễng rồi. Với RAM 12GB thì quá là thoải mái để cho anh em thể sử dụng lướt chạm qua lại, sử dụng các app nặng các thứ luôn, nó cũng rất là mượt mà. Tuy nhiên thì với bộ nhớ là 128 ở thì bây giờ anh em lưu trữ thì chắc là nó cũng đã hết thoải mái rồi anh em ạ. Đấy, anh em mà sử dụng với những cái app nặng, đặc biệt là với mình tải những tựa game như là PUBG các thứ thì nó cũng đã chiếm tầm khoảng là mười mấy GB rồi. Đấy, và với những anh em nào mà hay sử dụng chụp ảnh, quay video các thứ nhiều nữa thì thật sự tầm này với 128 là khó rồi anh em nhé. Còn lại về những cái khác như là pin thì em này vẫn sẽ có cho anh em một viên pin, nói chung là nó cũng khá ổn với cái thông số là 5000 mAh. Thật ra thì đây cũng không phải là một viên pin gì đó nó quá lớn ở thời điểm tại. Tuy nhiên thì nếu như anh em có sử dụng với những tác vụ cơ bản hàng ngày thì nó vẫn đáp ứng được cho anh em rất là ok nha. Còn nếu như nhu cầu của anh em là sử dụng quay camera nhiều thì chắc chắn là một ngày anh em phải sạc ít nhất là 2 đến 3 lần rồi nó mới đủ. Còn sạc thì nói chung là nó sẽ không nhanh nếu mà so với những chiếc thoại ở thời điểm tại đâu. Thì em này nó sẽ có một cái công suất sạc nó cũng tương đối là thấp rồi, tầm khoảng là 1 tiếng mấy. Nhưng mà sao, riêng đối với mình thì mình cũng không cần cái quá nhiều về cái nhu cầu sạc, nên cho nên là mình cũng không quá quan tâm đến cái vấn đề này. Và cả về camera, nói chung là với phần camera trên những chiếc thoại đến từ nhà Google thì cũng không gì phải chê rồi, cực kỳ là chất lượng, với 3 cảm biến, một cam chính, một cam tele với là zoom 5x này và một cái cam siêu rộng có chống rung, có lấy nét, giúp cho anh em có thể sử dụng chụp chọe các thứ thì nói chung tầm này thì nó cũng rất là ok rồi. Với những cái chất lượng bức ảnh cho ra thì cũng không có gì phải chê, chưa kể là về chụp đêm trên những chiếc thoại Google Pixel thì cũng không gì phải lăn tăn tầm này rồi. Anh em có chụp trong điều kiện thiếu sáng, đầy đủ ánh sáng thì nó vẫn có thể cân tốt cho anh em nha. Và còn một điểm mạnh nữa trên chiếc Google Pixel 7 Pro này, đó chính là về phần mềm. Với việc hỗ trợ lâu dài cũng như là ổn định này, nó không có quá nhiều lỗi vặt. Thì với những anh em nào cần một con máy nó ổn định, sử dụng lâu dài thì đây là một sự lựa chọn nó rất là hợp lý rồi. Máy được lên Android 15 ở thời điểm tại luôn này. Đấy, giao diện sử dụng đơn giản và không bị nhồi nhét quá nhiều thứ vào bên trong. Nó sẽ cho người dùng một cái cảm giác sử dụng rất là đơn giản luôn em ạ. Ok, vừa rồi là chia sẻ của mình sau một khoảng thời gian sử dụng lại chiếc Google Pixel 7 Pro này ở thời điểm tại. Ok, anh em có ý kiến gì về chiếc thoại này thì anh em đừng quên để lại ở phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau anh em nhé.